Xin chào, mình là Linh. Mời các bạn đã xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị. Và hôm nay sẽ là Ông già nhìn ra thế giới của tác giả Lý Quang Nhiệu. Mình mua quyển này bởi vì tác giả là Lý Quang Nhiệu. Ông là thủ tướng đầu tiên của Singapore. Trong số những nơi mình đã từng qua, mình đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của Sing. Chính vì vậy mình cũng khá là tò mò không biết thủ tướng đầu tiên của họ là người như thế nào. Quyển này có 11 chương. Chương đầu tiên viết về Trung Quốc, chương thứ hai viết về Hoa Kỳ, các chương còn lại viết về châu Âu, Trung Đông, châu Á, trong đó có Việt Nam. Không nhất thiết là phải đọc theo thứ tự. Quyển này nó có cái phần hỏi đáp đằng sau mỗi chương rất là thú vị, và thường là mình sẽ đọc cái phần đó trước, sau đó mình mới ngược về đọc lại từ đầu chương. Và nó có rất nhiều những vấn đề khiến mình bất ngờ, đại khái là những kiến thức mà trước giờ mình chưa bao giờ biết á. Như là tại sao cái nước châu Âu lại có nhiều cái chính sách an sinh, trợ cấp xã hội dành cho người dân như vậy. Hay như Ấn Độ người ta có đến 400 ngôn ngữ bản địa, vậy thì họ sẽ phải đối diện với những vấn đề như thế nào trong quá trình phát triển. Và mình nhận ra một điều là cái sự phát triển của mỗi quốc gia nó sẽ không thể tách khỏi được cái văn hóa lịch sử mà cha ông đã để lại. Và mỗi một quốc gia đều có một cái vấn đề riêng cần phải đối mặt, và họ sẽ chọn cái giải pháp nào. Tại sao lại chọn cái giải pháp đó? Khi đọc những cái kiến giải của tác giả, mình mới nhận ra rằng thì ra các quốc gia đều đang nói chuyện với nhau dựa trên câu chuyện lợi ích cả mà thôi. Ví dụ như Trung Quốc, giấc mộng bá chủ đã là một phần trong văn hóa Trung Hoa rồi. Nhưng mà tại sao trong thế kỷ này người ta lại quan tâm nhiều đến vấn đề Biển Đông như vậy, điều mà tổ tiên của họ trước đây chưa hề quan tâm? Hay như Triều Tiên, là sao giống như một đứa trẻ vậy, lâu lâu lại đi thử vũ khí một lần, nhưng mà Trung Quốc vẫn tiếp tục viện trợ lương thực cho họ. Và Mỹ thì chỉ đứng ngoài hô hào thôi, cũng không có một biện pháp trừng phạt mạnh tay nào. Tất cả đều gói gọn trong câu chuyện lợi ích. Còn Việt Nam thì sao? Tại sao trong những năm gần đây chúng ta nghe nói rất nhiều về khởi nghiệp, đến nỗi mà bố mẹ mình về hưu rồi cũng tính đến chuyện khởi nghiệp? Bởi vì đó là con đường duy nhất của chúng ta, lựa chọn duy nhất của Việt Nam. Đọc quyển này mình mới hiểu là cái vị trí địa chính trị của đất nước mình nó có tầm quan trọng như thế nào, và nó nhạy cảm đến nỗi mà chúng ta chỉ còn cách là tự mình lớn mạnh. Chúng ta thường hay nghe nói đến cái bài học ngoại giao của Việt Nam là Việt Nam sẽ là bạn của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vâng, bởi vì chúng ta là bạn của tất cả mọi người, cho nên là chúng ta sẽ không nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của bất kỳ quốc gia nào. Bù lại, chúng ta sẽ không chịu lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta được quyền tự do lựa chọn, vì vậy phải tự thân vận động. Đối với chúng ta, độc lập tự lo thì mới có thể hạnh phúc được, mới có thể tự do dài lâu được. Đọc xong quyển này thì mình tự hỏi là 20, 30 năm nữa mình làm được gì cho đất nước mình? Ok, mình hứa mình sẽ sống bớt ăn hại lại. Có lẽ như vậy đã là có ích lắm rồi. Nhưng mà tại sao là 20, 30 năm? Đọc quyển này bạn sẽ thấy con số này cực kỳ có ý nghĩa. Và mình thấy Lý Quang Diệu thực sự là một ông già vô cùng thú vị. Không tin, bạn đọc thử đi. Đọc rồi để lại comment cho mình biết cảm nhận của bạn nhé. Và chúng ta sẽ còn gặp lại.